Tì vào đấy đấy. Này nó ngủ tiếp. Sợ gì? Có gì mà. Nó ngủ chi chít luôn. Mổ luôn rồi. Ừ, không biết còn có con rắn gì thế này không nhỉ? Gừ á, thận đấy. Thằng chó đâu mà nó gừ. Thận hồ chú ấy. Ôi trời. Thận nó bổ. Có để đâu? Cầm cái đầu á. Cho cái đuôi lên đây. Ấy cái móc. Ui. Rồi. Ôi giời. Cái thần nó này. Bọn này như ở dưới này lâu. Ôi, vẫn còn một con. Cô gọi như bỏ con gì nó ở dưới này rơi xuống dưới này nó cái đang chặt dưới kia. Cô không biết rồi. Sao cái con gì nó rơi dưới này gọi cho mình và ra xem không biết cái gì. Không chưa biết là cái gì cơ nhỉ. Hay có con cầy hay con gì nó rơi dưới này. Sao biết được. Cứ là nó này cầy cứ ở đây. Ô. Mẹ. Rắn. Ôi giời. Rắn rồi sao? Úi giời. Này, ăn gì đấy? Đúng chưa? Trông. Trông à? Hai con sao? Úi giời, thế bây giờ mới xuống kiểu gì đây? Được, cục xuống rồi. À kia ơi. Cục này đấy, cây. Cây đầy nhỉ? Nhìn. À, con này to ấy nhỉ? Cây. Đây mọi người, anh em mình có nhận được cuộc gọi có cô đang đi phát củi đây mọi người. Thì cô có bảo với anh em mình là trong cũng nghe cái tiếng động ở trong cái giếng này. Mà cô không biết là con gì. Giờ anh em mình có đến kiểm tra nhìn thấy đống rắn trong này rồi. Ai cô ơi. Đi đây. Đi chơi. Này thoải mái rồi. Có một cây thôi, đi lắm đấy. Xuống được. Xuống được, xong xuống được. Cây dài thoải mái. Cây hóa cưa cắt gỗ này. Cây này có cắm cả lên ngọn. Ui giời, ngủ rồi. Tui đi. Là khó nhỉ. Khó gì. Thế à. Từ nọ em còn xuống bò. Cẩn thận nhá. Cửa hết. Cái này, cái giếng hoang này nguy hiểm thế. Chỉ sợ có khí đâu. Không, lồng này nhưng mà biểu cái khí. Này nó cũng ấy rồi. Hả? Cái này nó cũng... Lồng này biểu khí. Khí trừ khi những cái giếng này xưa không? Thận nó mổ đít đấy. Mổ đít đâu. Đây là bỏ một cây lên nhá. Trượt đấy, đấy, mông tì vào đấy. Đấy. Này nó mổ đít. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Sợ gì? Có gì mà. Ui, nó mổ chi chít luôn. Mổ luôn rồi. Ui, hay là không biết còn có rắn gì thế này không nhỉ? Gừ á. Thận đấy. Thằng chó đâu mà nó gừ. Thận hồ chú ấy. Như nào?
có nghe nó khủy khủy thế này. Hay, này cẩn thận, hay hổ này có con hổ mang gì đấy. Cháu lên à? Từ từ xem nó. Sợ gì? Vừa nhìn thấy đuôi, ba đuôi, hai đuôi. Cẩn thận nhá. Kéo có đầy đầy rắn đấy đấy. Không biết là cái gì luôn. Châu ấy. Đấy, con châu ấy đó. Nhưng mà ở đây cái móc cái đây. Không đây. Còn thấy to nha. Ừ. Này bảo sao bá không nghe nó nhìn nó đục sụp lên chỗ đây. Bên dưới này không có nước nhỉ? Vâng. Ôi trời. Cạnh nó bổ. Có để đâu? Cầm cái đầu á. Cho cái đuôi lên đây. Ê cái móc. Ui. Rồi. Ôi giời, cái thần này. Bọn này như ở dưới này lâu. Ôi, vẫn còn một con. Hả? Vẫn còn một con nữa. Hai con đấy. Có mẹ à con. Mần. Đây rồi, phát hiện rắn đây rồi cô ạ. Ây à. Ui giời. Rắn chứ không phải đấy. Ui giời. Úi giời. Mấy con? Khèo được con đấy không? Này. Con đưa được con kia lên không? Cầm một đuôi rồi. Cầm đuôi rồi. Mà nhưng mà kiểu nó đang đuôi vào đâu ấy, đuôi đấy à? Cái lúc này chắc là chỉ có lá cây chứ lớp lá thôi. Mẹ con này à, còn chín luôn. Còn hơn cho mình sao lắm. Ui dồi ôi, nằm bổ đấy. Nhẹn kìa, nhẹn kìa, nhẹn nó sau đít kìa. Ui đâu đấy, nghe ngang con nhìn thấy to đấy. Hay là lôi mẹ tạm một cây lên trước đi hướng á. Đúng rồi. Thế nhá. Cái to đi. Cái to à? Cái to anh đè còn đâu. Đè rồi. À, khó người. Đặt kẹo đâu. Mất chim. Cả nó cho con này. Cho này vào túi. Đẹp nhỉ. Có bắt được không thì lên ném xuống. Ủa, đó. Đang cầm đuôi rồi. Nó vướng lá cây với cành cây dưới à? Chui xuống bên dưới. Cắm đầu dưới à? Thế nó thế đó. Úi giời. Nó bé. Ôi, con lỗ bên dưới cũng cự tướng lắm. Dưới con lỗ quá. Ừ. Sâu khoảng trong cái kia kìa. Nó ăn vào cái cành cây kìa. Ừ. Được rồi. Đúng rồi. Đầu á. Nào, thả đi. Ừ, dạ. Ừ, dạ. Ừ, dạ. Ừ, dạ. Quá khủng bố luôn. Này, nhìn nó vừa. Tỉnh nha. Cấp nhé. Ừ, dạ. Sao biết có cái lỗ bên dưới này, biết còn con ấy gì không? Này, sầu hõm này, ấy không thôi. Ờ. Ủa cái này thì đéo nó có lớp đất bên trên xong là bên dưới là có cái... Nước á? Ừ.
Úi giời ơi, sầu lắm. Sầu ấm dưới à? Ừ. Cái móc này sao? Này, con cầm cái cam của mình dí thử xuống đấy xem có nhìn gì không? Úi giời ơi, sầu lắm. Túi ôm ôm. Ô mẹ này phải đào hết cái trên mặt à? Ừ, bên dưới còn sâu hõm luôn. Ừ, chắc chắn là nó có lại có lớp đất bên trên nhỉ? Thì lâu kiểu là các thứ nó rơi xuống không? Ừ. Lên chưa? Lên thôi. Đấy là nó khó thở. Bí. Đã khó thở. Đi vậy đi. Thôi, lên đi, đang giữ tay. Cái cảnh cây. Ôi, cái gì đâu mà. Cái mạnh. Cái miệng đấy. Sau về ăn ít thì giảm cân đi. Ngon. Đúng rồi, hay mà. Ui, chưa kết đâu. Ui, cái mạnh cái đéo nó có cái lỗ nữa, sâu thế nhỉ. Đặt đấy. Thôi thôi mọi người nhá. Cả làng anh em mình sắp kết thúc video đây rồi. Cả làng phải kiếm cái gì để khèo bên dưới ra thì mới xem được cái bên dưới nó có một cái lỗ sâu á. Tí anh em mình kiểm tra nếu mà còn con nào thì anh em mình tiếp tục quay cho mọi người xem. Mọi người xem video ủng hộ cho Tuyên như toàn thể anh em trong team nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Tờ đấy anh giữ xuống đi. Này thay nhau.